Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 03 năm 2022 quy định quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước, thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030. Trong đó, đối với chi phục hồi chức năng và phẫu thuật chỉnh hình, đối tượng nhận hỗ trợ gồm trẻ em khuyết tật dưới 6 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể chi hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình, hỗ trợ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trong trường hợp bảo hiểm y tế không thanh toán. Mức chi theo giá dịch vụ y tế do cơ quan có thẩm quyền quy định đối với cơ sở y tế công lập tại thời điểm thực hiện. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng nhận hỗ trợ và một người đi cùng nếu có trong thời gian phẫu thuật chỉnh hình, mức hỗ trợ 70.000 đồng một người một ngày.